Tuấn Triều, Ngọc Tuệ thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Tìm nơi nương náu, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 25 từ câu 1 đến câu số 9, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài, vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu, là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn, thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp, là bóng mát tránh cơn nóng bức, khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra như bão táp xông vào tường thành. Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng, như giảm sức nóng trên đất khô hạn, và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo như nắng nóng tan đi bởi bóng mây. Trên núi này, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon, đồ béo có tủy và rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc và tấm chăn che phủ muôn nước. Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt sự chết. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta trông đợi Ngài và Ngài đã cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài. Câu gốc hôm nay được chép trong Ê-sai đoạn 25 câu 4. Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp. Vợ chồng tôi đã từng ở trong một khách sạn cổ kính xinh xắn bên bờ biển với những ô cửa sổ lớn và những bức tường đá dày. Buổi chiều nọ, một cơn bão đi vào vùng này làm biển bị khuấy động và gió đập mạnh vào cửa sổ phòng của chúng tôi như nắm đấm giận dữ vào cánh cửa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bình an. Những bức tường thật kiên cố và nền móng của khách sạn thật vững chắc. Trong lúc bão tố hoành hoành, bên ngoài thì căn phòng của chúng tôi là nơi nương náu. Sự nương náu là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh, bắt nguồn từ chính Chúa. Ê-sai nói với Đức Chúa Trời là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp. Nơi nương náu cũng là điều mà con dân Chúa đã và đang được Chúa cấp, cho dù là qua các thành ẩn náu thời xưa của dân Israel, hay bằng cách tiếp đãi người tha hương gặp khó khăn. Đây cũng là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta ngày nay khi thế giới đối diện với các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong những lúc như vậy, nguyện Chúa của sự nương náu sẽ sử dụng chúng ta để giúp những người dễ bị tổn thương tìm được sự an toàn. Cơn bão tấn công khách sạn của chúng tôi đã biến mất vào sáng hôm sau, để lại vùng biển yên ả và mặt trời ấm áp khiến những chú mồng biển bừng sáng. Đó là hình ảnh mà tôi lưu giữ khi nghĩ về những người đang đối mặt với thiên tai hoặc chạy trốn khỏi chế độ tàn bạo. Rằng Chúa của sự nương náu sẽ ban thêm sức để chúng ta giúp họ tìm thấy sự an toàn trong hiện tại và một ngày mai tươi sáng hơn. Bạn từng nương náu nơi Chúa hay tìm được nơi nương náu qua con dân Ngài ra sao? Hôm nay bạn sẽ góp phần giúp đỡ những người đang gặp khủng hoảng như thế nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa của sự nương náu, xin ban cho con năng lực để giúp những người khốn khó tìm thấy nương náu và hy vọng. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày.
để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé, và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thọ vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.